muốn chẳng ăn hết thống khổ. Tần Quân cười lạnh, lúc này tâm thần khẽ động, trục tỷ thiên đế phân thân trong nháy mắt bao phủ khu vực hư vô, vây quanh thủy ác. Mỗi một thiên đế phân thân đều có tu vi vạn sinh sáng tạo thất cảnh, chỉ là khí tức hội tụ vào một chỗ cũng đủ để cho thủy ác động dung. Ngươi làm sao có thể? Thủy ác trừng to mắt, còn chưa chờ hắn nói nhiều, tâm thần Tần Quân khẽ động, trục tỷ thiên đế phân thân cùng nhau di động. Oanh, tốc độ của trục tỷ thiên đế phân thân nhanh như ánh sáng, lục thân của thủy ác trong nháy mắt bị oanh bạo, hóa thành vô số hắc khí phiêu tán. Còn chưa kết thúc, các thiên đế phân thân bắt đầu nắm những hắc khí kia, muốn triệt để diệt trừ thủy ác. Thủy ác biến thành hắc khí đi theo hóa thành vô số phân thân, cùng trục tỷ thiên đế phân thân chiến đấu. Đáng tiếc, phân thân của hắn không cách nào so sánh với bản tôn, chỉ có thể bị thiên đế phân thân vây đánh áp chế. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thủy ác cùng vô số phân thân của hắn bạo tán. Tần Quân chậm rãi bay lên, nhìn xuống thủy ác trong kim quang, làm cho không người nào có thể phân biệt ánh mắt của hắn. Chí Tôn Cửu Long ỷ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, ngồi xuống lấy tư thái bệ nghễ cúi xem thủy ác bị thiên đế phân thân vây công. Thủy ác một lần lại một lần bị hủy diệt nục thân, hắn không có thần hồn, biến thành hắc khí cũng là oán khí của chúng sinh, cho nên hắn tương đương với không chết. Nhưng ở dưới trục tỷ thiên đế phân thân cường độ cao vây công, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, như lúc trước hắn tra tấn cực đế tổ đế chính hoa tà phật một lần lại một lần để khí tức đối phương chậm rãi biến mất. Tần Quân không có nhàn rỗi, hắn thể ngộ lực lượng của vạn sinh sáng tạo thất cảnh, ký ức cảm ngộ của bất hủ vĩnh hằng thiên đế để hắn đến nay không có hoàn toàn tiêu hóa. Hắn có loại trực giác vạn sinh sáng tạo thất cảnh tuyệt không phải điểm cuối cùng của vạn sinh sáng tạo công, hắn còn có thể càng mạnh. Sau khi chu sát thủy ác, hắn là mạnh nhất đúng nghĩa trên đời vô song. Thủy ác chú ý tới thiên đế ngồi nhìn hắn bị ngược, hắn lập tức nổi giận, lăn. Thủy ác hét giận dữ một tiếng, hắc ám vô biên vô tận bắt đầu quán thâu lực lượng cho hắn, để hắn trở nên càng mạnh. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên mở ra đấu đạo bí tự, khí tức của trục tỷ thiên đế phân thân đi theo bay vọt, lần nữa bạo ngược thủy ác. Mỗi lần thủy ác vừa ngưng tụ nhục thân, chưa tránh né, liền lập trục tỷ lần trùng kích, nhục thân siêu việt vô thượng nguyên thần cũng như giấy vụn. Số 9 là số lớn nhất, đại đạo bí chữ, không gì hơn cái này. Tần Quân lẩm bẩm, phảng phất như hiểu cái gì. Trong chốc lát, hắn thôi động vô hạn đại đạo, vô hạn đại đạo tấn cấp làm vô hạn tạo hóa, đấu đạo bí tự đi theo thôi động. Tất cả thiên đế phân thân bắt đầu tăng cường vô hạn, toàn bộ khu vực hư vô đều bị khí tức của các thiên đế phân thân ngưng kết, trong bóng tối nổi lên kim quang, đó là ánh sáng thiên đế. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thủy ác sợ hãi nói, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ, hắn cảm giác mình bị lừa gạt. Tần Quân vốn nên bị hắn tra tấn, hắn không còn ngưng tụ lục thân, hắc khí phiêu tán lan tràn toàn bộ khu vực hư vô, cùng hắc ám hòa làm một thể. Cùng lúc đó, vô số hắc khí từ từng nguyên vị diện truyền đến, dung nhập trong bóng tối, đó là oán khí của chúng sinh. Thủy ác đang hấp thu tâm tình tiêu cực của chúng sinh để cho mình cũng tăng cường vô hạn. Chúng sinh bất diệt, thủy ác không chết. Thiên đế, ngươi không thể nào giết chết ta, ngươi sẽ chỉ bị ta giết. Thanh âm của thủy ác lần nữa trở nên tà ác, tràn ngập trào phúng, phảng phất như Tần Quân đã chết chắc. Hắn bị thiên đế xưng là thủy ác cũng không phải là không có đạo lý. Bất hủ vĩnh hằng từng vọng tưởng hủy diệt chúng sinh để thủy ác tiêu vong, thật tình không biết cái kia là sai lầm. Bản chất của thủy ác là hắc ám, cho dù chúng sinh biến mất, hắn vẫn còn sống, chỉ là không có cường đại như hiện tại mà thôi. Đúng lúc này, Tần Quân ngồi ở trong Chí Tôn Cửu Long ỷ bỗng nhiên nâng tay phải lên đặt ở trước ngực, lòng bàn tay hướng lên trên, trẫm chính là thiên đế, hôm nay lấy sức mạnh của chúng sinh tiêu diệt thủy ác, mong chúng sinh hiểu, trẫm cuối cùng sẽ khôi phục hết thảy. Thanh âm của Tần Quân bỗng nhiên vang vọng tất cả nguyên vị diện, vô số sinh linh xôn xao. Bọn hắn đều không rõ ý tư của Tần Quân, cái gì gọi là sẽ khôi phục hết thảy, thiên đế là có ý gì? Chúng ta có thể trợ giúp thiên đế diệt trừ thủy ác, chỉ cần có thể giết thủy ác, chúng ta đều nguyện ý. Thiên đế muốn làm gì? Chẳng lẽ thiên đế cũng không có biện pháp đánh bại thủy ác? Chúng sinh sợ hãi, khẩn trương, bởi vì bọn hắn không cách nào nhìn trộm đến chiến đấu ở khu vực hư vô, nên bọn hắn không thể nào hiểu được Tần Quân. Chí cao thần lực của Tần Quân bao trùm từng nguyên vị diện cùng thần giới cao nhất, thủy ác hóa thành một bàn tay khổng lồ, muốn chụp về phía Tần Quân. Nhưng bị các thiên đế phân thân cản lại, ở dưới vô hạn tạo hóa, tu vi của các thiên đế phân thân đã mạnh vô hạn, cho dù không cách nào tiêu diệt thủy ác rất khó đánh bại. Tần Quân bỗng nhiên thu trưởng, thu nhập tất cả nguyên vị diện, thần giới cao nhất ở trong tay. Ngay sau đó, tất cả vị diện trong bàn tay Tần Quân bị đánh vào ngực mình, hắn đang hấp thu tất cả vị diện, hấp thu chúng sinh. Ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy cùng ta có gì khác biệt? Thủy ác kinh sợ chất vấn, ở khu vực hư vô ngưng tụ ra một gương mặt khổng lồ, vô cùng dữ tợn. Trong kim quang, bóng người của Tần Quân là thần thánh như vậy, cao cao tại thượng,
khí tức hạo nhiên khôn cùng, trẫm chính là thiên đế. Ý chí của trẫm là ý chí của chúng sinh, Tần Quân bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Chí Tôn Cửu Long ỷ bắt đầu biến lớn, kim quang dần dần tràn ngập toàn bộ khu vực hư vô, không đến một giây. Gương mặt khổng lồ của Thủy Ác ở trước mặt Tần Quân liền lộ ra nhỏ bé khôn cùng, trẫm mở nguyên kỳ nguyên, tạo sáng tạo thần, sáng tạo hồng mông, hỗn độn, trẫm tồn tại, là vĩnh hằng bất diệt, là chí cao vô thượng, tức vạn quy tắc, chỉ có trẫm vĩnh tồn. Thanh âm của Tần Quân càng vang dội, rung khắp khu vực hư vô. Giờ khắc này, đã không có vị diện, không có chúng sinh, chỉ có Tần Quân cùng Thủy Ác. Hai đạo quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hai bên Tần Quân, bọn hắn giơ cao tay phải, cùng một chỗ vỗ xuống, đánh tan gương mặt khổng lồ của Thủy Ác, chính là nguyên không gian, nguyên thời gian, thiên đế bất hủ vĩnh hằng. Ý chí của hai sáng tạo thần cùng kêu lên, khàn cả giọng, thanh âm thét dài còn chưa rơi xuống, bọn hắn liền dung nhập vào trong cơ thể Tần Quân, thân hình của Tần Quân lần nữa tăng vọt, ở dưới vô hạn tạo hóa thôi động, hắn trở nên vô cùng to lớn, chiếm cứ cả khu vực hư vô. Hắn lần nữa nâng tay phải lên, hét lên, lấy ý chí của trẫm, hủy diệt hắc ám, chi cao thần lực bộc phát, hấp thu tất cả hắc ám ở trong lòng bàn tay Tần Quân, dừng tay, ngươi không thể làm như vậy, thì ác sợ hãi nói, căn bản không có cách nào chống cự. Tần Quân nguyên bản đạt tới vạn sinh sáng tạo thất cảnh, hiện tại lại hấp thu tất cả vị diện, sự cường đại của hắn đã viễn siêu Thủy Ác, để Thủy Ác không cách nào chống cự. Vô thượng thiên đế cắn nút hắc ám, hắn muốn để cho mình biến thành hết thảy tồn tại hư thực đều về hắn quản lý. Oanh, khu vực hư vô hắc ám đột nhiên biến mất, thay vào đó là kim quang vô hạn, như thế giới cuối cùng, thế giới của ánh sáng, nhưng khi đó là bạch quang, mà bây giờ là kim quang, là ánh sáng của thiên đế. Hết trọn bộ hắc ám biến mất, Thủy Ác vẫn lạc. Tần Quân ngồi một mình ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, tất cả đều là kim quang, hắn là ánh sáng, kim quang trên người hắn bắt đầu biến mất, rất nhanh thì bản tôn hiển lộ ra ngoài, trục tỷ thiên đế phân thân lơ lửng ở chung quanh, như sao trời cuồn cuộn, lít nha lít nhít. Đếm cũng đếm không xuể. Tần Quân biểu lộ bình tĩnh, không có hưng phấn sau khi chu sát Thủy Ác, cũng không có áy náy vì hấp thu chúng sinh, hắn liền ngồi như vậy, cảm mộ tâm đắc lúc trước, sau khi biết Thủy Ác đến từ hắc ám cùng tâm tình tiêu cực của chúng sinh, hắn rất quả quyết hấp thu chúng sinh cùng hắc ám. Mạnh như Thủy Ác cũng không kịp nghĩ ra đối sách, một trận hạo kiếp quét sạch các vị diện bởi vậy kết thúc. Cuối cùng chỉ có Tần Quân vẫn còn ở đó, bất quá Tần Quân không có nhụt chí, vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì hắn còn có thể khôi phục hết thảy như lúc ban đầu. Không biết qua bao lâu, trong thế giới kim quang, Tần Quân ngồi ở trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, không nhúc nhích, cho đến hắn đột phá vạn sinh sáng tạo bát cảnh. Tâm thần hắn khẽ động, mấy trăm đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt, bên trong bao hàm các thần ma tham chiến, thiên đế, tổ đế, cực đế, chính hoa tà Phật, lý họa hồn, nhậm ngã tiếu, hồng mông đại đế, thái dịch hỗn độn, cửu cực càn đế, thái tố thiên quân, thiên nguyên, vĩnh hằng, bất hủ, hình hủy diệt, nguyên không gian, nguyên thời gian. Bọn hắn lẳng lặng nhìn Tần Quân, ý chí của các ngươi, trẫm không cố phụ. Tần Quân mở mắt, nhìn nhẹ, đến nơi đến chốn, trẫm sẽ khởi động lại hết thảy. Dưới tình huống không có Thủy Ác, hết thảy làm lại như trước, chỉ là sẽ gia tăng rất nhiều biến số cũng là sinh cơ. Các ngươi hiệu lực cho trẫm, nhìn xem nguyên kỷ nguyên tới đồ vật các ngươi muốn tiếp tục truy tìm hay không, Tần Quân thì thào nói. Lúc này phất tay, quang ảnh trước mắt tiêu tán, hắn không để cho hết thảy trực tiếp khôi phục, mà lựa chọn tái tạo, đưa những sinh linh vì hắn mà biến mất kia đi vào luân hồi, giữ lại linh trí cùng linh hồn lúc đầu, chỉ là bởi vì không có Thủy Ác, không có hắc ám cực hạn, hết thảy quỹ tích sẽ phát sinh biến động. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thế giới màu vàng vô biên vô tận, thì thào nói, nhân quả luân hồi, đến nơi đến chốn, cuối cùng trẫm vẫn phải bắt đầu từ nơi này. Đọc xong, hắn lật vung tay lên, kim quang tất cả đều thu nhập trong cơ thể hắn, thay vào đó là hư vô hắc ám, bất quá bây giờ hắc ám sẽ không lại sinh sôi Thủy Ác. Nay sau đó, hai đạo kim quang từ trong mắt của hắn bay ra, hai đạo ánh sáng nở ra bất hủ, vĩnh hằng. Hắn mỉm cười nói, trẫm lại cho các ngươi một cơ hội, lần này trẫm sẽ không rời đi, trẫm ngược lại muốn xem các ngươi trưởng thành đến trình độ nào. Thời gian ung dung ở dưới Tần Quân khống chế, hết thảy như ban sơ phát triển, bất hủ cùng vĩnh hằng sinh ra linh trí, ở dưới Tần Quân trợ giúp, cùng nhau mở chúng thần khởi nguyên. Về sau, hai vị sáng tạo thần phụ lại dưỡng dục ra hai sáng tạo thần, ở dưới Tần Quân giảng đạo, 20 vị sáng tạo thần dẫn đầu biến hóa bị hắn ca tụng là sơ đại sáng tạo thần, hết thảy phát triển giống như nguyên lai, ngay cả đối thoại của bọn họ cũng không biệt. Các sáng tạo thần bắt đầu mở thế giới, thần giới cao nhất từ từ sinh ra, hình hủy diệt sinh ra hai tử, treo thứ tự là chính hoa tà vật cùng hình sinh, tô đế lại chưa. Về phần vì sao không,
chính là Tần Quân tận lực gây ra. Chúng thần khởi nguyên, trên đỉnh núi, Tần Quân vung tay phải lên, nói: "Quy tắc tạo hóa, lấy số 9 là số lớn nhất, chẵn sáng tạo quy tắc cửu mật, chia làm lâm, binh, đấu, già, lai, trận, liệt, liền, hữu, giao phó bọn chúng năng lực khác biệt." Tuy hắn chỉ được 3 đại đạo bí tự, cũng đã triệt để lĩnh hội đại đạo bí tự. Hiện tại, hắn cải tiến đại đạo bí tự thành quy tắc cửu mật, lưu lại sinh cơ cho chúng sinh. Ngay sau đó, hắn lại lật tay phải, trong lòng bàn tay lơ lửng 3 cái quang đoàn, theo thứ tự là thần thoại hệ thống, mệnh vận chi lân cùng vô hạn đại đạo biến thành. Các con của chẫm, chẫm làm cha, nhưng rất thất bại, hiện tại sáng lập cơ duyên vô thượng, trong các người. Được nó chọn chúng, toàn bằng tạo hóa của mình, Tần Quân lẩm bẩm, mặt lộ vẻ mỉm cười. Sau đó hắn dùng trí cao thần lực dung hợp cả 3 lạn, thần thoại hệ thống, mệnh vận chi lân cùng vô hạn đại đạo đã sớm bị hắn dung hợp, cho nên lần này sau khi phân hóa ra ngoài, Tần Quân vẫn có được năng lực của bọn nó. Tần Quân hiện tại so với nguyên kỳ nguyên trước, cường đại hơn vô số lần, hắn đã là không gì làm không được đúng nghĩa, bất quá cơ duyên này, phải cần ngụy trang. Tiêu dung của Tần Quân trở nên quỷ dị, phảng phất như biết trước chuyện lý thú gì. Hắn đã hàn định, cơ duyên này chỉ có thể rơi vào trên người hài nhi của hắn, người có linh hồn không phải bản nguyên của hắn, là không thể có được. Đây là tư tâm sau cùng của hắn, vô số năm sau, thiên nguyên lại mở ra một nguyên vị diện mới, Tần Quân phân ra một đạo phân thân, sáng tạo Hồng Mông Thất Thần, mở Hồng Mông. Tuy Hồng Mông là nguyên vị diện mới nhất, nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, cho theo khả năng vô hạn, lúc sau, hắn không còn can thiệp nữa, mọi chuyện đều khó có khả năng vĩnh viễn phát triển về phía mỹ hảo, chúng sinh đều có định số của mình. Tần Quân mở lại thần giới cao nhất, khôi phục bàn cổ, Tần Nô, hắn hấp thu chúng sinh, linh hồn chúng sinh đều ở trong cơ thể hắn, cho nên đám người bàn cổ đều là bản tôn. Sau khi nguyên kỳ nguyên mới bắt đầu, Tần Quân từng chút thả ra linh hồn trong thân thể, theo thời gian bọn hắn xuất hiện ở nguyên kỳ nguyên trước, để chúng sinh sinh. Thiên đế lần nữa biến thành truyền thuyết hư vô mờ mịt, không có người biết nguyên kỳ nguyên trước xảy ra chuyện gì, hết thảy tất cả, chỉ có Tần Quân hiểu, hắn thỉnh thoảng sẽ hồi tưởng, lại không phiền muộn, chỉ coi đó là một đoạn ký ức mỹ hảo thuộc về hắn. Sau Hồng Mông, thái dịch hỗn độn sáng tạo hỗn độn, Tần Quân lại chia một phân thân nhập hỗn độn, đồng thời hắn thả linh hồn cực đế ra, cực đế bị thủy ác hấp thu, mà thủy ác bị Tần Quân hấp thu, linh hồn của cực đế tự nhiên ở trong cơ thể hắn, chẳng chính là thiên đế. Chẳng không đành lòng vạn vật mờ mịt luống cuống, đặc biệt ban cho các ngươi tiên thiên thổ nạp pháp, dẫn ngươi đi đến con đường tu luyện. Thanh âm của Tần Quân vang vọng các đại đạo vị diện của hỗn độn, còn hỗn độn, hết thảy phát triển đã sinh ra sai lệch với nguyên kỳ nguyên trước, thái dịch hỗn độn không có bị thiên nguyên đế tộc mê hoặc, tạm thời không có ý tứ chiếm đoạt Hồng Mông, nhưng nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, chỉ là kéo dài mà thôi. Đối với sự tình sau này phát sinh, Tần Quân mong, bởi vì mỗi một điểm thời gian đều đang sinh ra linh hồn mới. Lại thêm hắn thả ra linh hồn, nguyên kỳ nguyên này so với nguyên kỳ nguyên trước càng thêm đặc sắc. Dưới Thanh Khâu Sơn, một cửu vĩ bạch hồ nhanh chóng vọt đi ở trong rừng cây, như một tia chớp lướt qua. Hi hi, rốt cục cũng trốn ra được, cửu vĩ bạch hồ cười đùa, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, như thanh âm của thiếu nữ. Mắt thấy rừng cây càng ngày càng gần, cửu vĩ bạch hồ càng hưng phấn, cuối rừng cây lộ ra ánh nắng, phảng phất như bên ngoài là bầu trời, nó cấp tốc lao ra. Đúng lúc này, nó bỗng nhiên cảm giác cái đuôi của mình bị ngươi xách lên, tư chi huyền không, để nó kinh hô một tiếng, vô ý thức dãy giụa. Đừng nhúc nhích, một thanh âm ôn nhu truyền đến, phảng phất như có ma lực, để cửu vĩ bạch hồ không khỏi dừng lại. Nó vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng đứng ở sau lưng nó. Khuôn mặt nam tử này vô cùng anh tuấn, giữa mi tâm có lạc ấn tử diễm, may cả hai con ngươi cũng là màu tím, như bao hàm ước vạn sao trời, thâm thúy không thấy đáy. Cửu vĩ bạch hồ nhìn mà mê thất tâm thần, nhưng rất nhanh nó liền giật mình tỉnh lại. Ngươi là ai? Cửu vĩ bạch hồ run giọng hỏi, ở trong tay Tần Quân. Nó tựa như một con mèo nhỏ, ta gọi Tần Quân. Tần Quân cúi đầu cười nói, hai mắt thành trăng khuyết, trong mắt cất giấu ngàn vạn nhu tình, để tâm cửu vĩ bạch hồ hóa thành sơn thủy. Ngươi muốn làm gì? Cửu vĩ bạch hồ thận trọng hỏi. Nó phát hiện mình không cách nào tránh thoát tay của Tần Quân, nói rõ tu vi của Tần Quân mạnh mẽ hơn nó rất nhiều. Ta sao? Ta muốn mang ngươi về, ngươi thê tử từ bé. Tần Quân cười tủm tỉm nói. Nghe mà cửu vĩ bạch hồ trừng to mắt, rất kinh ngạc. Từ nay về sau, ngươi liền gọi Tô Đát Kỷ. Một người một hồ, bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh dừng lại thành vĩnh hằng. Hết. Lời tác giả, Tần Quân trở thành tồn tại mạnh nhất, thiên đế vô thượng, như tên sách của chúng ta, một năm rưỡi. Tích lũy gần 390 vạn chữ, có lẽ rất nhiều người đều mắng ta trọng, nhưng ta đã tận lực. Tiếp đó, trước ngừng một đoạn thời gian, đằng sau sẽ còn đổi mới nguyên kỳ nguyên, một số cố sự của Tần Quân sinh ra.
tương đương với phần mới. Bất quá Tần Quân đã vô địch, là không thể nào lại có nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng như trước đó, còn không bằng để nó yên tĩnh trôi qua, mọi người cũng có thể đi ủng hộ sách mới. Sách mới là cố sự của Nguyên Kỳ Nguyên mới, bàn tay vàng của nhân vật chính đã được điểm ra nha. Cuối cùng, cảm tạ chư vị ủng hộ.